Xin chào các em. Nếu như mà nhìn vào cái hình ảnh này thì các em sẽ hiểu nó như thế nào? Thì cái hiện tượng này nó xảy ra khá là phổ biến ở nước ta, nhất là ở những cái vùng quê. Tại vì Việt Nam là một trong những cái nước mà chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cái nền phong kiến, với cái tư tưởng đó chính là trọng nam khinh nữ. Và những cái người phụ nữ như thế này á, thì họ rất là bất hạnh khi mà gia đình hay là dòng họ người ta chưa hiểu biết và người ta nghĩ rằng cái cô vợ này không sinh được con trai, phải cưới cái cô vợ khác cho con trai của mình để có cháu đích tôn thờ cúng hay là nối dõi tông đường chẳng hạn. Vậy thì có phải là người phụ nữ sẽ quyết định đến giới tính của con hay không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài 12, cơ chế xác định giới tính. Ở bài này, các em sẽ được học một số nội dung. Phần thứ nhất đó chính là nhiễm sắc thể giới tính. Phần thứ hai là cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính. Và phần thứ ba là các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính. Hình ảnh về bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm thì chúng ta đã được bắt gặp ở bài giảm phân rồi đúng không nào? Các em hãy nêu những cái điểm giống và khác nhau của bộ nhiễm sắc thể ruồi giấm đực và ruồi giấm cái. Ở ruồi giấm cái thì các em thấy là nó sẽ có bốn cặp nhiễm sắc thể và ở con đực cũng cũng vậy. Vậy thì cái sự giống nhau thứ nhất đó là về số lượng nhiễm sắc thể bao gồm có 4 cặp và là 8 chiếc. Về hình dạng thì sao nào? Về hình dạng thì nhiễm sắc thể của ruồi giấm cái có 4 cặp và nó có hình dạng kích thước tương đồng với nhau hay còn gọi là cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Còn ở bên ruồi giấm đực thì nó sẽ có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Còn một cặp thì nó sẽ khác nhau về cái hình dạng. Một chiếc có hình hình que, một chiếc có hình móc. Và cô gọi cái cặp nhiễm sắc thể mà khác nhau này nè, giữa con đực và con cái á, là các em thấy cái cặp XX và XY á, cái cặp nhiễm sắc thể khác nhau này thì được gọi là cặp nhiễm sắc thể giới tính vì nó khác nhau giữa con đực và con cái, được chưa nào? Rồi, về giống nhau, số lượng của nó là 8 nhiễm sắc thể. Hình dạng có 3 cặp giống nhau, đó là một cặp hình hạt và hai cặp hình chữ V. Chỉ có một cái cặp mà XX với lại XY nó khác nhau. Ở con cái thì nó bao gồm có một cặp hình que là XX. Nó giống nhau nên được gọi là tương đồng nha các em. Còn ở ruồi giấm đực thì nó sẽ có một chiếc hình que và một chiếc hình móc. Hai cái hình dạng này nó khác nhau nên nó được gọi là cặp nhiễm sắc thể không tương đồng. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ tìm hiểu bộ nhiễm sắc thể của một loài nữa, đó chính là loài người. Thì ở con người có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 46 chiếc, do đó nó sẽ có là 23 cặp nhiễm sắc thể. Nếu mà các em tinh ý á, thì các em sẽ phát hiện ra trong 23 cái cặp nhiễm sắc thể này á, đâu là cặp nhiễm sắc thể thường và đâu là cặp nhiễm sắc thể giới tính. Ở cặp nhiễm sắc thể số 23 mà cô đang khoanh tròn cho các em nhìn thấy á, thì các em sẽ thấy đó là ở bên cơ thể cái sẽ là XX, gồm hai chiếc giống nhau, còn ở dưới đực á là gồm hai chiếc, một chiếc dài, một chiếc ngắn, ký hiệu của nó là XY. Cái cặp nhiễm sắc thể mà khác nhau giữa giới đực và giới cái này đó chính là cặp nhiễm sắc thể giới tính, còn những cái cặp nhiễm sắc thể còn lại á là những cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng hay còn gọi là cặp nhiễm sắc thể thường. Đối với cái hình này, ruồi giấm bao gồm có 4 cặp nè. Như vậy sẽ có 8 chiếc thì cô sẽ có 6 cái nhiễm sắc thể thường, đúng không? 6 nhiễm sắc thể thường và hai cái nhiễm sắc thể giới tính. Vì vậy mà cô sẽ biểu hiện như sau. Nhiễm sắc thể thường á, là cô sẽ ký hiệu là chữ A lớn thì cô sẽ có là 6 A lớn. Còn ở bên giới cái á, thì nó sẽ có bộ nhiễm sắc thể giới tính là XX thì cô sẽ ghi là 6 A lớn cộng XX. Tương tự đối với giới đực
thì nó cũng bao gồm có 6 a lớn cộng cho xy. Ở tế bào lưỡng bội thì nó sẽ bao gồm các cái cặp nhiễm sắc thể thường. Cái số lượng ở đây là không cố định nhé các em. Tại vì ở ruồi giấm 2n bằng 8 thì nó sẽ suy ra là 4 cặp nhiễm sắc thể. Thì duy nhất chỉ có một cặp nhiễm sắc thể giới tính thôi, còn lại là nhiễm sắc thể thường. Vậy thì ở ruồi giấm sẽ có 3 cặp nhiễm sắc thể thường. Còn ví dụ khác, ở người 2n bằng 46 thì suy ra là nó sẽ có 23 cặp, trong đó sẽ có một cặp nhiễm sắc thể giới tính, còn lại là 22 cặp nhiễm sắc thể thường. Vì vậy mà cái số cặp nhiễm sắc thể thường này nó không có giống nhau, tùy lò được chưa nào. Và duy nhất một cặp nhiễm sắc thể giới tính tương đồng sẽ là XX hoặc không tương đồng sẽ là XY. Các em hãy ghi cái phần này vào trong tập. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Theo em, nhiễm sắc thể giới tính có ở tế bào nào và nó có chức năng gì? Thì ở trong cơ thể của mình á, nhiễm sắc thể giới tính nó có mặt ở cả cái tế bào sinh dục lẫn cái tế bào sinh dưỡng. Còn chức năng của nó sẽ là mang gen quy định giới tính và các cái tính trạng thường liên quan tới giới tính. Rồi cô lấy ví dụ nè, ở người ở trên cái nhiễm sắc thể Y á thì nó mang gen SRI còn gọi là cái nhân tố xác định tinh hoàn. Và nếu mà cái gen trên nhiễm sắc thể giới tính X lặn thì nó sẽ quy định cái tính trạng đó chính là bệnh máu khó đông ở người. Các em hãy ghi nhận phần này vào trong tập luôn. Nếu mà cái gen nó nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y á thì các em sẽ thấy nó chính là nó biểu hiện ra cái kiểu hình đối với nam giới. Vì sao? Vì chỉ có nam giới mới có bộ nhiễm sắc thể là XY thôi. Và nó sẽ có hiện tượng di truyền thẳng. Như thế nào là hiện tượng di truyền thẳng? Có nghĩa là ông nội truyền cho bố, bố truyền cho con trai. Khi mà nó được thực hiện ở trên một cái giới tính như vậy, xuyên suốt qua cái thế hệ như vậy, thì người ta gọi đó là hiện tượng di truyền thẳng. Ngoài ra, sau này các em còn có một cái khái niệm nữa, đó chính là hiện tượng di truyền chéo. Có nghĩa là ông ngoại thì sẽ truyền cho mẹ, mẹ sẽ truyền cho con trai, được chưa? Và con trai này sẽ truyền cho con gái của mình chẳng hạn. Thì các em thấy đó là giới đực sẽ truyền cho giới cái, sau đó giới cái lại truyền cho giới đực và truyền cho giới cái, thì đây được gọi là hiện tượng di truyền chéo. Ở người hoặc là ở động vật có vú hay là ở ruồi giấm, dâu tây chẳng hạn, thì cặp nhiễm sắc thể giới tính của giới cái sẽ là XX và giới đực sẽ là XY. Còn ở gà, ở bươm bướm thì con cái nó sẽ có cặp nhiễm sắc thể giới tính đó là XY, còn con đực sẽ có cặp nhiễm sắc thể giới tính đó là XX, ngược lại với trường hợp ban nãy. Còn đối với một số loài, ví dụ như là châu chấu hay là rệp, bọ xít chẳng hạn, thì cái kiểu giới đực nó sẽ có một nhiễm sắc thể giới tính thôi, đó là X và cái ký hiệu của nó là XO. Còn ở giới cái thì nó sẽ có hai nhiễm sắc thể, đó là XX. Vậy thì sau khi học xong nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường rồi, các em hãy so sánh điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính về số lượng, về hình dạng và về chức năng. Như lúc nãy cô đã nói rồi, số lượng của nhiễm sắc thể giới tính là chỉ có một cặp duy nhất, còn số lượng của nhiễm sắc thể thường là bao gồm có nhiều cặp tùy vào từng loài. Về hình dạng, nhiễm sắc thể giới tính nó có thể tương đồng, ví dụ như là cặp XX, hoặc là không tương đồng, ví dụ như là cặp XY. Còn nhiễm sắc thể thường, hình dạng luôn luôn sẽ là các cái cặp tương đồng, giống nhau về hình dạng và kích thước. Chức năng của nhiễm sắc thể giới tính, nó sẽ mang gen quy định giới tính và các cái tính trạng liên quan tới giới tính. Nhiễm sắc thể thường sẽ mang gen quy định các cái tính trạng thường. Vậy thì dựa vào cái cơ chế nào để xác định giới tính
thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua phần 2 La Mã. Cơ chế xác định giới tính. Các em hãy quan sát cái sơ đồ sau. Cô lấy ví dụ là ở loài người, tức là bội nhiễm sắc thể sẽ là 2N bằng 46. Phát sinh cơ thể ban đầu là ở cơ thể bố mẹ. Mẹ sẽ có bội nhiễm sắc thể là 44A cộng XX, bố là 44A cộng XY. Sau quá trình giảm phân, thì mẹ cho ra một loại giao tử duy nhất, đó là 22A cộng X. Còn bố sẽ cho ra hai loại giao tử, đó là 22A cộng X và 22A cộng cộng Y. Tại vì bố là có mang cặp nhiễm sắc thể XY này mấy em. À, nó là cặp nhiễm sắc thể không tương đồng. Do đó mà khi giảm phân thì nó sẽ cho ra hai loại giao tử. Còn ở XX là cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì nó chỉ cho ra một loại giao tử thôi. Trong quá trình thụ tinh, thì cái giao tử cái nó sẽ kết hợp lại với giao tử đực. Được chưa nào? Vậy thì kết quả của quá trình thụ tinh sẽ tạo ra hai cá thể. Một cá thể sẽ là 44A cộng XX và một cá thể sẽ là 44A cộng XY. Các em hãy xác định giới tính cho cô. 44A cộng XX vì có XX nên nó sẽ là con gái. Còn 44A cộng XY sẽ là con trai. Được chưa nào? Rồi. Vậy thì cái cơ chế xác định giới tính là chúng ta sẽ nhờ vào sự phân ly. Phân ly ở giai đoạn nào? Ở giai đoạn giảm phân của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình phát sinh giao tử. Và sau đó nó sẽ tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh. Cơ chế xác định giới tính là sự phân ly của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong thụ tinh. Qua giảm phân, mẹ sinh ra trứng mang nhiễm sắc thể X, bố sinh ra tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và Y. Khi thụ tinh thì tinh trùng Y kết hợp với trứng X tạo ra hợp tử XY phát triển thành con trai, còn tinh trùng X kết hợp với trứng X tạo hợp tử XX phát triển thành con gái. Các em hãy ghi nhận phần này trở vào trong tập. Chúng ta quay lại câu hỏi ở đầu bài mà cô đã nêu ra. Sinh con trai hay con gái là do người mẹ. Điều này đúng hay sai? Theo các em là đúng hay sai? Cái quan niệm mà sinh con trai hay con gái là do người mẹ là hoàn toàn sai nha các em. Nguyên nhân, các em nhìn vào cái sơ đồ này. Thì qua quá trình giảm phân, mẹ chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất. Đó chính là 22A cộng X. Còn bố là cho ra hai cái loại giao tử, đó là 22A cộng X và 22A cộng Y. Thì tất nhiên là tất cả những người phụ nữ trên trái đất này, họ cũng chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất thôi. Còn cái việc sinh con trai hay con gái là nhờ vào tinh trùng của người bố, được chưa nào? Vì vậy nên là cái quan niệm này là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đa số ở các loài thì giới tính nó sẽ được xác định trong cái quá trình thụ tinh, giống như nãy chúng ta đã học. X kết hợp với X thì cho ra XX, X kết hợp với Y thì cho ra XY và tùy theo loài nó sẽ là con đực hay là con cái. Tuy nhiên, ở một số loài thì giới tính nó sẽ được xác định trước khi thụ tinh. Cô lấy ví dụ, ở ong, khi mà không được thụ tinh thì nó sẽ trở thành con ong đực. Còn nếu mà được thụ tinh thì nó sẽ trở thành ong cái, có thể là ong chúa hoặc là ong thợ, ở kiến hay là ở mối cũng vậy. Cô có một cái sơ đồ biểu thị các cái tỷ lệ nam và nữ theo lứa tuổi. Ở giai đoạn bào thai thì tỷ lệ nam sẽ là 114 nam trên 100 nữ. Khi lọt lòng số lượng này sẽ còn là 105 nam trên 100 nữ. 10 tuổi là 101 nam trên 100 nữ và về già thì số lượng nam càng ngày càng giảm là 85 nam và 93 nữ. Rồi người ta giải thích điều đó là do người con trai được coi là trụ cột của gia đình. Vì vậy người ta sẽ gánh vác những cái việc nặng. Do đó mà tuổi thọ của những cái người nam này thường là sẽ thấp hơn so với người nữ.
Vậy thì liệu rằng các cái nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa giới tính? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần ba La Mã. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính. Cô cho một số ví dụ như sau: khi mà cô dùng methyltestosterone thì cá vàng cái nó sẽ có cái kiểu hình giống như là cá vàng đực. Còn san hô nấm ở Nhật Bản, khi mà nhiệt độ của nó cực nóng thì san hô cái nó sẽ trở thành san hô đực. Hay là một cái số ví dụ về ở rùa chẳng hạn. Cái loài rùa thì trứng nó ủ ở cái nhiệt độ mà nhỏ hơn 28 độ thì nó sẽ tạo ra toàn rùa đực. Còn nếu mà cái nhiệt độ ấp của nó hay là nhiệt độ ủ của nó mà lớn hơn 32 độ thì nó sẽ sinh ra toàn rùa cái. Ví dụ ở gà, khi mà ghép tinh hoàn của gà trống thì nó sẽ chứa hormone sinh dục đực đúng không nào? Vào dưới cái lớp da của gà mái thì gà mái nó sẽ có kiểu hình là gà trống. Vậy thì sự phân hóa giới tính nó sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp nhiễm sắc thể giới tính đâu các em, mà nó còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường. Ví dụ như là môi trường ở bên trong cơ thể như là hormone hay là rối loạn quá trình trao đổi chất. Môi trường bên ngoài như là nhiệt độ, ánh sáng, nồng độ CO2, điều kiện thụ tinh và chế độ dinh dưỡng. Khi mà người ta nắm được các cái yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính này rồi, thì con người sẽ chủ động điều chỉnh được cái tỷ lệ đực cái và nó sẽ phù hợp với cái mục đích sản xuất của mình. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Cô củng cố lại cái nội dung mà hôm nay chúng ta đã được học. Đó là bài cơ chế xác định giới tính. Thì nó gồm ba cái phần chính, đó chính là nhiễm sắc thể giới tính, cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính. Nhiễm sắc thể giới tính thì nó sẽ là một cặp nhiễm sắc thể. Ví dụ như là tương đồng là XX và không tương đồng là XY. Nó sẽ mang gen quy định những cái tính trạng mà liên quan hoặc là không liên quan tới giới tính. Về cơ chế của nó thì chúng ta đã được tìm hiểu là cái tỷ lệ sinh con trai và con gái là 1:1. Còn các cái yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính, ví dụ như là các cái yếu tố bên ngoài như là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm hoặc là các yếu tố bên trong như là hormone sinh dục và ứng dụng các cái yếu tố này để tạo ra những cái giống cây trồng hay là vật nuôi điều chỉnh được cái tỷ lệ con đực và con cái để phù hợp với lại mục đích sản xuất. Về nhà thì các em hãy chép bài, học bài này và sau đó là các em sẽ làm bài tập theo cái link Google Form mà cô đã gửi ở trên lớp học.hochiminh.edu. Hướng dẫn về nhà. Về tuần sau là các em sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên lần 1. Hình thức là chúng ta sẽ làm trắc nghiệm. Số lượng sẽ là 20 câu, thời gian là 20 phút. Cái hạn nộp của các em sẽ là 23 giờ 59 phút ngày 13 tháng 10 năm 2011. Nội dung các em sẽ ôn một số bài sau đây. Đó là bài 2, lai một cặp tính trạng. Bài 4, lai hai cặp tính trạng. Cái chủ đề nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh. Và cuối cùng là bài 12, cơ chế xác định giới tính. Các em về nhà hãy ôn thật là kỹ các cái bài này để chúng ta làm bài kiểm tra thật là tốt nhé. Thì bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.